chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng tôi có nhận được một tin nhắn. Có người nói là ở Đài Loan, có người nhận được viên thuốc mà người trời uống, có thể trị bách bệnh, đồng thời thành tâm khẩn cầu thì một viên thuốc sẽ dần dần sanh ra nhiều viên thuốc khác. Anh ấy nói, xin hỏi Pháp Sư, người trời có phải uống thuốc không? Làm thế nào để trả lời câu hỏi này? Thế Tôn trên Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu như có bệnh thì vẫn nên đi khám bác sĩ. Điều bạn nói nhất định không đáng tin cậy. Không có ai chịu trách nhiệm cho bạn. Thiên nhân cho bạn uống thuốc, uống vào sinh bệnh thêm thì bạn cũng không tìm thấy họ. Họ không chịu trách nhiệm đối với bạn. Cho nên thứ này không thể tin. Các bạn đã xem băng ghi hình của cư sĩ Hứa Triết, mà sống 100 tuổi mà không sanh bệnh gì. Học tập theo bà thì đúng rồi. Thiên nhân còn không bằng bà. Thiên nhân vẫn phải uống thuốc, bà đâu cần phải uống thuốc chứ. Cho nên bà đã vượt qua cả thiên nhân. Điều này có thể học tập theo. Tại vì sao bà có thể không sanh bệnh? Là vì tâm địa của bà thanh tịnh, tâm địa chân thành, thanh tịnh từ bi, niệm niệm gì chúng sanh phục vụ, không phải vì chính mình. Cho nên bà có thể không sanh bệnh. Điều này cùng với những điều nói ở trong Phật Pháp hoàn toàn tương đồng. Cho nên chúng ta học Phật thì phải nghe theo lời nói của Phật, không thể tin theo lời đồn. Điều này đệ tử nhà Phật cần đặc biệt lưu ý đến. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 90 của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Phật dạy Bồ Tát Lục Ba La Mật, đó chính là phương pháp tích lũy công đức. Điều thứ nhất về chúng ta bố thí, tôi nói rất nhiều về bố thí rồi. Dùng cách nói hiện nay là vì xã hội phục vụ, vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Chúng ta dùng tài vật thì đó là bố thí tài. Chúng ta dùng sức lao động của chính mình để mà phục vụ, làm nghĩa công thì đó là bố thí nội tài. Dùng trí huệ của chúng ta thì đó là bố thí pháp. Giải quyết khó khăn thay cho người khác thì đó là bố thí vô úy. Ý nghĩa của hai chữ bố thí đã nói viên mãn ở trong đó rồi. Những điều khác đều là nói bố thí cần phải hội đủ những điều kiện nào. Điều bố thí này là nói tổng quát. Năm điều tiếp theo là nói riêng từng trường hợp. Điều nói riêng đầu tiên là trì giới. Trì giới chính là như pháp. Bố thí cần phải như pháp. Chúng ta ngày nay nói hợp pháp, hợp tình, hợp lý. Điều này chính là trì giới ba la mật. Vì người khác phục vụ cũng cần có phương pháp, có thứ tự, có trước, có sau, có trật tự không rối loạn. Những điều này đều trong phạm vi trì giới ba la mật. Nhẫn nhục tâm phải nhẫn nại, tinh tấn là không ngừng cầu tiến bộ, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa đổi, ngày ngày cầu tiến bộ. Thiền định là trong tâm của chính mình phải có kiểm soát, không bị sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài. Trí huệ là đối với hết thảy sự lý đều thông đạt minh liễu. Từ đó có thể biết là năm điều phía sau đều là nói rõ
cho bố thí ba la mật, khiến cho việc bố thí của bạn được viên mãn, công đức của bạn được chân thật. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, gặp người có khó khăn, bản thân chúng ta vẫn có chút năng lực thì vẫn phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác nhất định không mong cầu quả báo. Thì sự bố thí này của chúng ta là thanh tịnh. Bố thí nhất định không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Thì sự bố thí này là bình đẳng. Sự thanh tịnh bình đẳng của bố thí là Bồ Tát hạnh. Thường giữ tâm thái này chính là Bồ Tát đạo. Vì vậy mà khi chúng ta không hài lòng, khi hết thảy sự việc không được như ý, thì cần phải phản tỉnh. Sự tích công lũy đức của chính bản thân mình rất là mỏng. Hết thảy những cảnh giới không như ý này đều là quả báo, nên phải thọ nhận. Trong khi thọ nhận, cần phải phản tỉnh. Làm thế nào để cải tiến, nâng cao cảnh giới của chính mình? Tích lũy công đức càng lớn hơn. Như vậy thì mới đúng. Nếu như chút chuyện nhỏ không vừa ý, liền oán trách ông trời không công bằng, cho là người khác có lỗi với chính mình, sai rồi. Điều này chính là bản thân mình đang tạo tội nghiệp. Không những không thể chuyển họa thành phước, mà còn làm tăng thêm tội nghiệp của chính mình. Thế nhưng hiện tượng thế này, chúng ta thấy trong xã hội có rất nhiều. Vì sao vậy? Phật tổ và cổ thánh tiên hiền thường nói là không có người dạy bảo họ, họ không hiểu được sự việc. Trên kinh Phật thường nói người đáng thương xót. Người thế này thật sự là thuộc về dạng người đáng thương xót. Cho nên oán trời trách người, chúng ta nhất định phải hiểu được, đó nhất định là sai lầm. Hơn nữa ác nghiệp thế này, chúng ta nhất định không thể phạm phải. Lúc nào cũng luôn nhớ kỹ giáo huấn của Phật đối với chúng ta. Câu thứ hai là chửi gió mắng mưa. Mưa gió là hiện tượng tự nhiên. Điều này có lỗi lầm gì chứ? Người hiện đại nói điều này không có lỗi lầm. Trong Phật Pháp mà nói thì điều này có lỗi rất nặng. Vì sao vậy? Là vì sự tu học của Phật Pháp là dạy người chuyển phàm thành thánh. Những điều mà Thiên Kinh Vạn Luận nói thật ra chỉ có hai chữ. Một là chữ thành, hai là chữ kính mà thôi. Bạn xem ở hiện tượng này, thành không có, kính cũng không có. Thời xưa không cần nói là người tu hành, người đọc sách hiểu lý, khi gặp phải tai biến của tự nhiên,
Lúc này trong tâm đặc biệt chân thành, đặc biệt cung kính, lấy thành kính để mà đối đãi với hết thảy tai biến. Tâm của họ là định, không sợ hãi, không hoảng hốt. Chúng ta thấy chú giải ở đây cũng trích dẫn trong khúc lễ, là nếu có gió giật, sấm rền, mưa dữ. Chữ thậm có nghĩa là mưa rất lớn, rất to. Giấy tiếp theo là ắt thay đổi tư thế. Chữ tất biến chính là đặc biệt cung kính, đặc biệt cẩn thận. Vào lúc này, mặc dù là ban đêm, đa phần họ cũng thức dậy, mặc quần áo chỉnh tề, ngồi yên lặng ở đó. Điều này người ngày nay không hiểu được, người ngày nay cũng sẽ không làm được. Cho dù là người đọc sách xưa cũng chưa chắc làm như vậy. Thế nhưng trong nhà Phật vẫn còn một số ít người. Vào lúc đột biến như vậy, họ sẽ thức dậy mặc y phục nghiêm chỉnh, rất là cung kính, đến niệm Phật đường mà tĩnh tọa, hoặc là niệm Phật, hoặc là kinh hành. Trong nhà Phật vẫn còn như vậy. Ý nghĩa trích dẫn ở chỗ này nói với chúng ta là chúng ta gặp phải bất kỳ tai biến gì thì đều lấy tâm thành kính để mà ứng phó, mới có thể chuyển hóa tai nạn lớn thành tai nạn nhỏ, chuyển hóa tai nạn nhỏ thành không tai nạn. Vì vậy thành kính, chúng ta có thể chuyển biến tất cả những tai nạn này. Chúng ta thấy trong hội Lăng Nghiêm đều đã từng nói qua nguyên lý của điều này, chính là điều Phật nói y báo chuyển theo chánh báo. Cho nên là cảnh tùy tâm chuyển, điều này là thật. Thế nhưng chúng ta là phàm phu thì không được rồi. Phàm phu là tâm tùy cảnh chuyển, gặp phải cảnh giới thế này thì hoảng hốt sợ hãi. Đó là tâm của bạn bị cảnh chuyển rồi. Nếu như bạn bình tĩnh lại, suy nghĩ lỗi lầm, sám hối, phản tỉnh, sửa đổi làm mới, thì có thể hóa giải những tai nạn, tai biến này. Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu được. Các bạn có thể tự mình tham khảo trong chú giải. Câu tiếp theo là đoạn thứ 91. Tranh chấp kiện tụng, kéo bè kết đảng làm quấy. Đây là tạo nghiệp. Nhất định không được xem chuyện này là chuyện nhỏ. Câu đầu tiên chính là ưa thích tranh tụng. Khi gặp phải người khác có tranh chấp, không biết khuyên giải mà còn dung túng họ, giúp đỡ họ, khiến cho hai nhà kết oán thù với nhau. Hoặc là gì? Tranh chấp tài sản, tranh danh đoạt lợi. Tranh quyền đoạt vị,
Những việc thế này có quá nhiều rồi. Thậm chí trong giới xuất gia ở thời kỳ cận đại này cũng không tránh khỏi. Trong chùa thì tranh chấp chức trụ trì, tranh nhau làm chủ. Tranh chấp tài sản của chùa, và thậm chí tranh chấp đến tòa án. Thời xưa người xuất gia chưa từng phải lên đến tòa án, làm gì có chuyện này chứ, là chuyện buồn cười rồi. Nhưng ngày nay lại thường xuyên nghe nói đến, thậm chí còn nói rõ trên báo chí, còn có báo cáo. Phật dạy chúng ta buông xuống. Vậy thì buông xuống ở đâu đây? Cho nên khi gặp phải những chuyện thế này thì chúng ta cần dùng lời nói hòa nhã nhẹ nhàng để khuyên giải, thì không những hai bên đều được phước mà chính mình cũng tu tích công đức rồi. Nếu như gây chia rẽ, làm ly gián, giúp đỡ, tranh tụng, thì bất luận bạn có chủ tâm gì, bất luận bạn cầu là mục đích gì, thì điều này là tội lỗi rất nặng. Đặc biệt là trong nhà Phật gọi là phá hòa hợp tăng. Thế Tôn trong giới luật kết tội, phá hòa hợp tăng là tội ngũ nghịch. Tăng đoàn này bất luận là như pháp hay không như pháp, thì chúng ta đều không thể can dự vào. Tăng đoàn tu hành như pháp, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Bạn phá hoại tăng đoàn này thì kết tội không phải với mấy người này, bạn không có can hệ gì với mấy người này. Chúng thường trụ trong tăng đoàn này tu hành như pháp, hoằng pháp lợi sanh, thì chúng sanh ở cả địa phương này được lợi ích. Không những chúng sanh chúng ta được lợi ích, mà ngay đến quỷ thần cũng được lợi ích. Lần này chúng tôi ở Singapore có nhiều bạn đồng tu đều đã đến, đều đã biết hội trưởng cư sĩ Lâm trước đây là ông Trần Quang Biệt đã giảng sanh. Quan gia trái chủ của ông đến đạo tràng yêu cầu nghe kinh. Chúng ta ở đây có thể chứng minh điều này. Đạo tràng chân thật hoằng pháp lợi sanh thì quỷ thần đều hưởng lợi ích. Bạn phá hoại đạo tràng này thì tội mà bạn phạm là phạm tội với hết thảy chúng sanh, chứ không phải có tội với một người. Bạn không vừa ý đối với pháp sư này, bạn ghét ông ấy, bạn hủy báng ông, làm nhục ông, bạn trục xuất ông ấy ra khỏi chùa, bạn làm tổn hại đến ông ấy, thì không phải là có tội với một mình ông. Phải xem sức ảnh hưởng của ông lớn đến mức nào. Cho nên phá hòa hợp tăng là một trong năm tội ngũ nghịch. Quả báo ở địa ngục A Tỳ không có cách nào cứu nổi. Chư Phật xuất thế đều không cứu được sự sám hối đó. Cho nên sự việc này chúng ta không thể làm.
Nếu như người xuất gia ở đạo tràng này tu hành không như pháp, phá giới, phạm quy, thì chúng ta cũng không cần phải can thiệp. Chúng ta không phải là người chấp pháp. Giống như người phạm pháp của thế gian, có tòa án, có cảnh sát, họ là người chấp pháp, có trách nhiệm quản lý. Chúng ta không phải là người chấp pháp. Nếu chúng ta can dự thì chúng ta cũng phạm pháp rồi. Đạo lý này mọi người cần phải hiểu rõ. Vậy thì đệ tử nhà Phật phạm pháp thì tự nhiên sẽ có sự xử lý trong nhà Phật đối với họ, không có can hệ gì đối với ta. Ta cũng không nên quan tâm đến những sự việc thế này. Nếu như chính mình nhìn thấy hoặc là nghe thấy, vị xuất gia này có quan hệ rất tốt với ta, đôi bên đều biết nhau, thì có thể hỏi thăm ông ấy, điều này có phải là sự thật không? Tin đồn bên ngoài quá nhiều, nhất định phải hỏi xem có phải là sự thật không. Nếu như là sự thật thì dùng lời nhẹ nhàng khuyên bảo. Nếu như không phải là sự thật thì lại nhẹ nhàng an ủi, không nhất thiết truy cứu. Như vậy mới đúng. Nhất định không được tranh luận. Nhà Nho và nhà Phật đều dạy chúng ta nhẫn nhường. Chứ gì nhất định phải biết, ngạn ngữ có câu: nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Trong vận mạng của chính mình mà có, thì người khác có thể cướp đi được không? Cướp không được. Trong vận mạng mà không có thì muốn giữ cũng không giữ được. Vậy thì có gì để tranh giành chứ? Người khác muốn tranh thì nhường cho họ là xong. Nếu như trong mạng của tôi có thì tôi nhường ở đây, ở chỗ khác sẽ có lại mà. Điều này chứng minh trong vận mạng của bạn chân thật là có. Người khác không cướp đi được. Cho nên hiểu rõ được đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì sẽ vui vẻ mà nhẫn nhường. Làm gì có chuyện tranh chấp chứ? Hơn nữa nhẫn nhường cũng là thuộc về bố thí. Họ muốn danh thì cho họ danh, họ muốn lợi thì cho họ lợi, muốn gì ta đều cho họ. Bồ Tát tu bố thí ba la mật, công đức quả báo của việc bố thí, chúng ta biết là bố thí nhiều thì càng được nhiều. Không phải nói bố thí hết rồi thì không còn nữa, mà bố thí nhiều thì càng được nhiều. Người thế gian hiểu đạo lý này, nhưng hiểu rõ chưa đủ sâu, chưa đủ thấu triệt, cho nên họ không dám bố thí. Sợ rằng sau khi bố thí thì bản thân không còn nữa. Mà họ không hiểu được bố thí nhiều thì càng được nhiều. Cho nên chúng tôi ở Singapore, Hoằng Pháp khuyên các bạn đồng tu, chúng tôi làm ra tấm gương cho mọi người xem. Cá nhân bố thí nhiều thì càng được nhiều, đoàn thể cũng là bố thí nhiều thì càng được nhiều. Cư sĩ Lâm là một đoàn thể. Ở Singapore có thể nói không chỉ là trong Phật giáo, mà trong tất cả những tôn giáo thì cư sĩ Lâm là đoàn thể hưng dượng nhất. Làm thế nào lại hưng dượng? Là do bố thí. Vô tư bố thí, bố thí vô điều kiện.
mọi người đều nhìn thấy quả báo rồi đó. Không chỉ Phật nói trên kinh cho chúng ta y giáo phụng hành thì quả nhiên không sai. Chính thực lời Phật nói từng câu từng chữ là chân thật. Chúng ta có thể yên tâm chăm chỉ y giáo phụng hành.